Chú gà và một sư dương để phát âm ban phát lời của Chúa như sấm truyền. Con cảm tạ ơn Chúa, con cũng cầu xin Chúa đầy ơn trên anh Tấn trong việc hướng dẫn chương trình của Chúa. Xin Chúa thương xót, mở lòng, mở tâm trí, mở anh chị em chúng con để anh chị em chúng con đón nhận lời của Chúa một cách ngọt ngào. Nguyện xin Chúa ban sức nhớ cho mỗi anh chị em chúng con, để anh chị em chúng con học, anh chị em chúng con nhớ trong lòng và làm theo để không phạm tội cùng Chúa. Với Chúa ơi, con nguyện xin Chúa ban sự đó khác lời của Ngài trong mỗi anh chị em chúng con, để mọi anh chị em chúng con lúc nào cũng đó khác lời của Chúa, đi tìm kiếm lời của Chúa mà ăn nuốt vào. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Con nguyện xin Chúa viếng thăm mỗi anh chị em chúng con, mỗi gia đình chị em chúng con, những ai đang có sự ốm đau, mệt mỏi, nan đề, nguyện xin Chúa thương xót, giúp đỡ cho chúng con. Vì Chúa là đấng để chúng con nương cậy và chúng con trông cậy nơi Chúa. Chúa ơi, nguyện xin Chúa thương xót, tha những lỗi lầm của chúng con, những tư tưởng, những hành động, những lời nói, những công việc làm của chúng con ở đất này mà không đẹp lòng Chúa. Nguyện xin Chúa thương xót, tha tội cho chúng con. Chúa ơi, giờ này đây con cũng kính trình dâng mọi đời sống của anh chị em con trong tay Chúa, và nguyện xin Chúa thương xót cũng lắng nghe lời cầu xin của mọi anh chị em chúng con đang trình dâng lên Chúa. Nguyện xin Chúa thương xót ban cho chúng con những lời cầu xin làm đẹp lòng Ngài, hết ý của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Con kính cầu nguyện với Cha bấy nhiêu điều nhân danh Thánh Chúa Lạy Chúa Giêsu Christ. Jesus Amen. Amen. Cảm ơn cô Vân Phương. Kính chào mục sư hội trưởng. Kính chào anh Tâm Michigan. Chào sư là Cho không dạy được. xin hỏi anh một chút. Anh Tâm mở mic ra được không? Nghe tin con của anh bị tai biến mù não nằm ở nhà thương. Anh Sony đề nghị cầu nguyện. Anh có thể lên nêu lên một chút được không? Chúng tôi sẽ hiệp một Alo. cầu nguyện cho con. Dạ, cảm ơn tất cả bà con cầu nguyện. Dạ, tất cả mục sư nhiều. Mục sư cũng cầu nguyện. Bây giờ con em thì nó tạm cũng bớt rồi. Còn cái đầu ở trên. Amen. Dạ, cảm tạ ơn Chúa là cái đầu của em còn sưng thì uống thuốc thì từ từ có thể Chúa cho chữa lành vậy thôi. Cảm ơn tất cả bà con. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Đã cảm ơn anh. Rồi. Bây giờ mục sư hội trưởng thấy tin tức của anh rồi, chúng tôi rất là tạ ơn Chúa rồi. Vì thấy anh Sony đưa lên chúng tôi cầu nguyện để cảm ơn biết tin tức để chính xác để cầu nguyện thêm. Nhưng mà Chúa anh trả lời như vậy chúng tôi rất là đã bình an thỏa lòng rồi. Cảm ơn Chúa. Kính giao mic lại cho mục sư hội trưởng. Kính mời mục sư. Cảm ơn tất cả quý tất con Chúa sáng nay tiếp tục học lời của Chúa ở trong trong mát. Trước khi học không biết có Recording in progress. quý vị có điều gì chia sẻ không? Có điều gì tâm tình chút không? Không có chi hả? Không có chuyện. Chắc cái gia đình anh Tâm mà thầy được con nghe anh Tâm mà thầy cho anh Tâm trả lời là thỏa lòng rồi. Thưa một xíu. Cảm ơn Chúa rồi. Chúa tất cả quý vị tham dự được dậy sớm khó không? Anh Dũng Lữ nè, dậy khỏi dậy sớm khó Mục sư hỏi đúng người, mục sư hỏi đúng người không? đó. Đang học của mục sư với chị Minh Kiều à, vậy thì Cảm ơn có nghe. Dậy vậy sớm không ở khó một sư, dậy nhưng mà ngoài làm lời Chúa rất là khó một kệ. Theo lời Chúa khó quá ha. Nhưng mà so sánh với những gì Chúa đã làm cho mình thì những cái khó khăn của mình có xứng đáng gì một chứ. Amen, amen, cảm ơn Chúa. Hôm nào mình có cơ hội mình học Corinto thứ nhất hay thứ nhì đoạn đoạn 3 câu 18 tôi không nhớ, mà cái câu mà hãy để mặt trần nhìn xem cha Chúa đó sẽ được biến hóa vậy về biến đổi từ theo ảnh tượng của Ngài đó, từ từ vinh hiển sang vinh hiển. Quý vị nhớ câu đó nằm ở đâu không? Tôi nhớ nhất nhất hay Corinto nhì vậy tôi không nhớ, nhưng mà ở trong Corinto đó đoạn 3 câu 18 mà không nhớ là Câu mười nhì tám câu câu mười tám câu giống gần tôi nhì một chơi Corinto nhì đúng không?
Dạ, con rồng đi sao chúng ta ai nấy để mặt trần mà nhìn xem dinh hiển Chúa như trong gương thì quá nên cũng một ảnh tượng ngài, ảnh tượng ngài từ dinh hiển qua dinh hiển như bởi Chúa là thánh linh. Cái câu kinh thánh này tuyệt vời lắm, tuyệt ao. Lúc nào đó mình suy gẫm câu kinh thánh này, bởi vì cái vinh quang của Chúa trong trong đời sống của Môi-se đó, sau khi ông ở trong sự hiện diện của Chúa 40 ngày 40 đêm thì cái vinh quang của Chúa đến nỗi mà ông trở nên giống như Chúa, cái vinh quang đến nỗi mà dân sự của Chúa phải không thể nhìn được, phải có bức màn che lại, mà Môi-se chỉ ở trong 40 ngày 40 đêm ở trong cái sự hiện diện đó của Chúa. Vinh quang của Chúa nó kinh khủng như vậy, nó phải che lại. Cho nên cái vinh quang của Chúa đó nó khiến cho Môi-se trở nên biến đổi, trở nên giống như ảnh tượng, giống như Chúa trong cái ảnh tượng của sự vinh quang này. Và chính cái vinh quang của Chúa trên Môi-se đó mà dân sự, miễn ai nhìn vô thì sẽ bị hủy diệt đó, bởi vì nó là sự vinh quang của Chúa cho nên phải che lại. Nhưng mà ngày thời buổi ngày hôm nay của chúng ta đó là các ngươi để mặt trần, các anh em để mặt trần mà nhìn xem. Cái điều này chỉ có trong Chúa Giêsu mình mới có được cái vinh quang để mình để mặt trần mình nhìn xem sự vinh hiển của Chúa. Nên cái thời điểm của chúng ta phải nói đây là cái thời điểm rất là đặc biệt. Môi-se ở trong phương diện nào đó là phải nói rất là đặc biệt rồi, nhưng mà chúng ta tới thời đại ngày hôm nay chúng ta không cần phải có cái gì che lại nữa, nhưng mà chúng ta để mặt trần mà nhìn xem Chúa từ vinh hiển sang vinh hiển, cái mà từ vinh hiển sang vinh hiển để cho chúng ta thấy rằng là càng sống trong vinh quang của Chúa, càng chăm xem vinh quang của Chúa thì những gì của đời này nó, khi chúng ta đối diện với nó sẽ bị thiêu hủy đi. Bởi vì những gì của xác thịt, những gì của đời này nó không thuộc về sự thánh khiết thì nó sẽ bị thiêu hủy đi, nó sẽ bị loại ra khỏi đời sống của mình. Thì từ lúc đó mình có đủ một cái năng lực ngủ sớm dậy sớm, hay là mình cách nào đó mình vượt qua khỏi những cái yếu đuối nho nhỏ của mình ở trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy cái câu kinh thánh đó rất là tuyệt vời. Ước ao khi nào đó mình đào sâu vào nó thì mình thấy được cái sự vinh quang của Chúa, nói đến sự hiện diện của Chúa ngày hôm nay. Càng sống trong sự hiện diện của Chúa và chính sự hiện diện của Chúa, tự nhiên mình đi đến đâu và tất cả những gì nó đến với mình thuộc về đời này, nó tự nhiên nó lọt ra. Mình sống trong sự hiện diện của Chúa ngày này qua ngày kia đó, và từ cái chỗ đó mỗi khi mình mở một cái YouTube lên mà cái gì mà nó không liên quan đến sự thánh khiết, cái tự nhiên mình bị nó tự nhiên nó lòi ra cho đời sống của mình. Tại vì cái sự thánh khiết của Chúa nó không có chấp nhận và nó không cho phép mình tiếp nhận những cái mà nó liên quan đến sự bất khiết. Từng hồi từng lúc thì từ vinh hiển nó sang vinh hiển, cho nên mình sống ở trong cái vinh quang đó của Chúa, nhất là nói đến sự hiện diện của Chúa đó, thì trong chỗ đó sẽ đến một lúc nào đó những cái đau buồn tự của mà đau buồn theo kiểu của ích kỷ đó, của bản năng của mình đó, nó cũng thích hợp với sự thánh khiết của Chúa nữa, nó không sẽ thích hợp với sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình nữa, tự nhiên nó bị đẩy ra. Mình không cố gắng loại nó nhưng mà tự nhiên nó bị đẩy ra, bởi vì cái sự thánh khiết của Chúa nó làm việc đó, chính Chúa làm việc đó chứ không phải mình cố gắng để vượt qua những cái điều đó. Cho nên đó cái giai đoạn mình trưởng thành, phải nói thật sự
đâm rễ lập nền ở trong Chúa. Chứ mình không còn phải phải thấy những cái giới hạn của con người, mình không thấy được cái giới hạn của mình để rồi mình thấy mệt mỏi, mình thấy nặng nề, mình thấy khó chịu, mình thấy những cái mà nó làm cho mình không có năng lực để mình đi tới. Bởi vì cái năng lực mình tiêu xài hàng ngày đó, mà nếu mà một mình để cảm xúc, mình để những cái hay là mình thật ra mình cũng không để nữa, nó tự nhiên nó vậy. Khi cuộc đời của mình nó hướng về cái gì thì tự nhiên bản năng mình nó hành động như vậy. Cho nên khi mà mình hướng về sự hiện diện của Chúa, mình sống ở trong sự hiện diện của Chúa, mình chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa liên tục đó, qua sự cầu nguyện nuôi mình trong lời của Chúa, qua sự dấn thân vào sự phục vụ, qua sự dấn thân vào lời của Chúa, rồi qua nhiều thì giờ cầu nguyện ở trong lời của Chúa. Cầu nguyện ở trong lời của Chúa nó không nhất thiết là phải ngồi chỗ mở kinh thánh ra đâu. Cầu nguyện trong lời của Chúa, mình nhớ câu kinh thánh nào, mình đang làm ngoài đường, đang đi ngoài đường, cầu nguyện và tôn vinh bằng bằng tôn vinh Chúa bằng những câu kinh thánh đó. Nó không nhất thiết là mình ngồi ở chỗ nào đó thiêng liêng, không có đâu. Cuộc sống của mình nó đừng có làm cho nó quá thiêng liêng, nhưng mà nó rất là thiêng liêng ở trong cách rất tự nhiên ở trong mọi sinh hoạt của mình. Cho nên từ trong những cái chỗ đó, ngày này qua ngày kia, mình chăm xem sự vinh hiển của Chúa, mình ngắm xem sự vinh hiển của Chúa, có nghĩa là mình ở trong sự hiện diện của Chúa đó. Tự nhiên nó hình thành ở trong con người của mình một cái gì đó, mà cái đó nó nối kết được với cái sự màu nhiệm của Chúa, sự thiêng liêng của Chúa. Cho nên từ đó trong con người của mình tiếp cận những cái gì nó thuộc sự bất khiết, nó tự động nó lội ra. Và những cái gì nó gọi là nó trì cuộc đời của mình lại thì nó cũng tự động nó lội ra. Ví dụ giống như mình tự nhiên mình nghe ai đó nói một câu chuyện gì đó buồn bã, cái tự nhiên cái lòng của mình nó cũng trùng lại ở trong cái buồn bã của cái tự cái ích kỷ cá nhân, cái xác thịt của mình. Cái buồn bã của Thánh Linh mang lại nó khác với cái buồn bã xác thịt mình mang lại. Tôi lặp lại nha. Ở trong hành trình đức tin của mình để ý điểm này. Cái buồn bã mà đến từ Chúa Thánh Linh mang đến cho chúng ta nó khác với cái buồn bã mà do dục vọng, cảm xúc và con người xác thịt của mình nó mang lại. Cho nên cái buồn bã mà Chúa Thánh Linh mang lại cho chúng ta nó luôn luôn dẫn chúng ta đến chỗ nhận biết mình và ăn năn ở trước mặt Chúa và đầu phục Chúa nhiều hơn. Còn cái buồn bã của xác thịt của mình và của đời này mang lại, hoặc là cảm xúc của mình mang lại, thì nó làm cho mình nặng nề, tức tối, ích kỷ, ghen tương, tranh đấu và giận. Nó dẫn cho mình đến cái đó, thì hai cái đó nó dễ phân biệt lắm. Thì khi mà mình sống ở trong sự hiện diện của Chúa đó, hai cái đó tự nhiên nó rất là rõ, nó rõ ra, để rồi trong cái chỗ mình ngắm xem sự vinh hiển của Chúa đó, đẩy lùi ra những cái thuộc về xác thịt, tự nhiên nó thiêu hủy khỏi đời sống của mình. Em mình ước ao mình bước được những cái bước sâu nhiệm ở trong lời của Chúa, để chúng ta thấy rằng cuộc sống của chúng ta nhiều khi mình nói có những chuyện nó khó, nhưng thật sự nó khó khi cái mình sống ở trong cái xác thịt của mình quá nhiều. Xác thịt của mình ở đây không có nghĩa là mình đua đòi chạy theo xác thịt, nhưng mà cái xác thịt ở đây nó đối đến cái con người thiên nhiên của mình, con người tự nhiên của mình. Đôi khi có những cái đạo đức rất tốt ở trong đời sống của mình, nhưng mà chính cái đó nó không cho mình cơ hội để gặp Chúa.
Nó không cho mình cơ hội để mình hiểu đúng bản năng của mình, bản chất của mình, để mình thật sự đầu phục Chúa trong những cái ngày mình đi theo Chúa. Mình nghĩ à, cuộc đời của mình như vậy quá trọn vẹn rồi, mình sống như vậy quá đầy đủ rồi, tiền bạc mình cũng có, mình làm việc lành cũng có, mình giúp đỡ người này người kia cũng có. Nhưng mà tâm linh của mình nó không có một mối liên hệ, nó không thật sự chiêm ngưỡng được cái vinh quang của Chúa hàng ngày ở trong cuộc đời của mình. Nó đúng ra trong thời điểm của chúng ta, mình không thật sự sống ở trong sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời của mình hàng ngày. Cho nên cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ chúng ta, để rồi mình không thấy những cái khó nó là khó nữa, bởi vì nó không phải là của mình. Nhưng mà mình thấy mọi sự ở trong sự hiện diện của Chúa nó rất là lạ kỳ, nó rất màu nhiệm. Mình không còn thấy cái nào khó, cái nào dễ. Và mình thấy cái việc này thiệt là tuyệt vời. Khi Chúa đưa qua chúng ta gặp những cái khó ở trong cuộc sống của mình, thì mình sẽ thấy ồ, cái này tuyệt vời quá. À, ngày hôm qua tôi thờ phượng Chúa ở Hội Thánh Nam Cali ở đây. Mục sư Quốc, Đặng Ngọc Quốc, ông hướng dẫn cái bài hát theo như ý cha đó. Như ý cha. Cái câu thứ ba là việc ta thấy trước mắt mỗi ngày. Thì sao? Điều theo đúng thánh Chúa ý con người. Thấy không? an Điều theo đúng thánh ý Chúa an an bài ngày mai. Sao ngày mai ý nghĩa sẽ tin tin tưởng. tức tin tưởng Như ý ý cha. chàng, ngày mai có nghĩa là tương lai, mọi việc nó xảy ra dường như chúng ta thấy ủa sao nó kỳ vậy, nhưng ngày mai chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của nó tin tưởng như ý muốn của Chúa như thế nào. Nó tuyệt vời lắm. Nó suy gẫm đến cái câu đó, tự nhiên tôi đang đang hát, tự nhiên nó struck me cái câu đó liền. Việc tôi thấy trước mắt mỗi ngày, việc gì mình thấy trước mắt mỗi ngày, nhưng điều theo đúng thánh ý an bài. Tất cả mọi điều chúng ta thấy trước mắt mỗi ngày y như thánh ý của Chúa an bài vậy đó. Bây giờ chúng ta chưa hiểu, nhưng ngày mai đây, tương lai đây, chúng ta sẽ am tường, tin tưởng về những cái ý tưởng đó và ý muốn của Chúa như thế nào trong điều đó. Chúng ta sẽ hiểu. Cho nên ông Phaolô nói ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, một cách rất rất mập mờ, đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Cảm ơn Chúa. Tôi ước ao rằng cái lúc bấy giờ của chúng ta đó, nó không cần phải đợi cho tới cái lúc chúng ta vào trong vương quốc của Chúa, nhưng cái lúc bấy giờ để hai mặt đối nhau đó là trong cái thời điểm của mình hiện tại ở đây, để mình có thể đối mặt với Chúa, mặt đối mặt với Chúa ở trong đức tin của mình và trong cái sinh hoạt đời sống của mình, giống như Môi-se đã ở trên núi 40 ngày 40 đêm, để rồi tại chỗ đó vinh quang của Chúa nó biến Môi-se trở nên ảnh tượng của Chúa, mà đến nỗi khi Môi-se đi xuống đó là phải che lại, còn không thôi dân sự sẽ bị hủy diệt bởi sự vinh quang đó. Cho nên chúng ta cũng vậy, khi ở trong Chúa, càng ở trong sự hiện diện của Chúa, thì cả những gì của đời này, của xác thịt, tự nhiên nó bị lội ra mà mình không cố gắng lội ra. Những giận hờn vu vơ tự nhiên nó lội ra. Những ích kỷ của mình tự nhiên nó lội ra. Những cái nhỏ nhoi của mình tự nhiên nó rớt ra khỏi cuộc đời của mình. Những cái ý tưởng, những cái sự gian xảo gì đó tự nhiên ở trong cuộc đời mình nó lộn, tự nó rớt ra, mình không còn bị cột buộc bởi nó nữa, nhưng mà mình được bị cột buộc bởi lời của Đức Chúa Trời hàng ngày. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa
Tôi đọc cái câu Corinto nhì đó, đoạn 3 câu 18. Hồi lúc lâu rồi, cũng khoảng mười mấy hai chục năm, tôi đi hội đồng, có một ông mục sư, lúc đó ông gọi là giáo hạt phó hay sao đó, ông giảng cái câu này mà tôi nhớ hoài. Tôi nhớ là bởi vì ủa sao sao tôi không hiểu cái câu này ông nói cái gì. Tôi nhớ là bởi vì tôi không hiểu, là tôi tức quá, tôi tức quá, ủa sao mình ngồi đi hội đồng mình nghe cái bài giảng này mà sao mình không hiểu cái gì hết trơn. Cái gì từ vĩnh hiển sang vĩnh hiển, mình chả hiểu cái gì từ vĩnh hiển sang vĩnh hiển gì cả. Không thấy cái gì đâu, nó dường như nó không thuộc về mình, nó chẳng có cái gì liên hệ gì tới mình cả. Tôi ngồi tức tức mà tự nhiên tôi nhớ là bởi vì tôi không hiểu mà tôi nhớ miết cho tới bây giờ luôn. Và tôi nhớ cái cảm xúc tôi ngồi mà trong cái hội đồng, tôi ngồi tôi thờ phượng mà tôi nghe lời của Chúa mà tôi tức quá, tôi chịu không được. Là bởi vì mình ngồi cả tiếng đồng hồ mà mình nghe cố gắng để mình hiểu mà mình hiểu không ra. Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa ở cái chỗ mà mình có thể hiểu được cái chỗ đó. Cho nên cầu nguyện xin Chúa cho mình có thể nắm bắt được cái sự dạy dỗ của lời Chúa ở đây, để mỗi một ngày như vậy mình thêm lên sự trưởng thành ở trong Chúa. Rồi bây giờ để ngắm thêm sự vinh hiển của Chúa thì bây giờ mình mở lời của Chúa ra trong Mác đoạn 6 câu 42. Quý vị biết ở trong Kinh Thánh có mấy câu Kinh Thánh ngắn nè, câu này cũng thuộc vào loại cái câu Kinh Thánh ngắn nè. Câu 42 nói gì thưa quý vị, ai có xin quý vị lớn tiếng đọc giùm câu 42. Dạ Trang xin đọc một sư. Ai nấy ăn no nê rồi. Có nhiều đoạn. Tôi thấy tôi đọc cái câu này tự nhiên tôi cười. Ai nấy ăn no nê rồi, cái tôi nghĩ tôi không đọc nữa. Cái tự nhiên tôi cười. Rồi ăn no nê rồi cái tôi đi ngủ. Tôi mà ăn no giờ rồi là tôi đi ngủ, con mắt nó mở không lên nữa. Chỗ cái câu Kinh Thánh này mình học được cái gì? Tự nhiên là ai nấy ăn no nê rồi. Ai nấy ăn no nê. Ở trong Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì ở đây? Thưa quý vị, khi đọc đến cái chỗ mà ai nấy đều, cái chữ, cái đúng ra cái câu ở trong nguyên ngữ của cái cụm cụm từ này là gì? Thì ai nấy ăn no nê, cái cụm từ chỗ này là cả ai nấy, là nói đến cả từng người một. Trong nguyên ngữ nó diễn tả từng người một đều được ăn như nhau, từng người một đều được phân phát như nhau, và họ họ được phân phát đầy đủ đến nỗi được no nê như nhau. Khi đọc cái chỗ này mình thấy được cái điểm hay cái chỗ đó, là tôi học được liền cái chỗ Chúa chu cấp cho mọi người đều như nhau. Chúa quan tâm đến mọi người đều như nhau, không bỏ ai và không sót ai. Cái chữ không, cái cụm từ đó cho chúng ta thấy là không sót một người nào, không bỏ qua một người nào. Mọi người đều được no nê, mọi người đều được chu cấp, mọi người đều được quan tâm. Cái ý nghĩa sâu xa của đây, ở đây là mọi người đều được Chúa quan tâm như nhau, không phân biệt bất kỳ một người nào. Ồ, tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ cho đó, tôi cảm ơn Chúa quá. Từng cuộc đời của quý vị và tôi, chúng ta đang sống trong cái sự quan tâm đặc biệt đó. Chúng ta trở nên một
cộng đồng, một cộng đồng mà Chúa quan tâm, Chúa chu cấp đầy đủ no nê, không hề phân biệt bất cứ một người nào và không hề bỏ rơi một người nào và không hề quên lãng một người nào. Chúng ta có thể quên nhau, như hôm nay mình không thấy anh Dũng ở đâu, không thấy cái người ngồi bên cạnh của chị Vân Phương, không thấy ảnh ở đâu. Hôm nay cũng định hỏi rồi nhưng mà chưa chưa có cơ hội để hỏi. Ngày hôm nay mình có thể rằng là ảnh có thể không ngồi đó, ngày này qua ngày kia cũng chẳng ai biết, cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng cái điều hay của chúng ta là chúng ta đang là cả những người ở trong một cái cộng đồng mà chính cái cộng đồng đó Chúa không hề bỏ rơi một người nào, Chúa không hề quên đi một người nào, hay là Chúa không hề gọi là mình không biết cái chữ, dùng cái chữ gì, quý vị hay là cái chữ gì, thiên vị một người nào. Chúa không hề thiên vị. Con người mình thì có COCC. Con ông cháu cha. Con ông cháu cha. Yeah, con người mình có COCC, còn những người mà không phải con ông cháu cha đó thì chết cũng chẳng ai biết. Quý vị nhớ người Việt mình có câu là gì? Nhà giàu đứt tay, bằng ăn thì đổ ruột. Cái người ăn mày đổ ruột nằm đó chẳng ai quan tâm, mà cái người mà sang trọng giàu có một chút chỉ đứt cái tay sơ sơ thôi, cả làng cả xóm quan tâm. Mình nói cả làng cả xóm quan tâm thì nó có vẻ quá thầm xuân, nhưng mà đôi khi dường như cái thực tế nó là vậy. Ở ngoài kia biết bao nhiêu người không ai để ý đến, nhưng không còn người. Đối với Chúa của chúng ta, ai nấy đều, tôi đọc cái, tôi nhấn mạnh cái chữ ai nấy đều, cái tự nhiên mình thấy ố hay quá, mình như vậy mà Chúa cũng quan tâm, ông A đó Chúa cũng quan tâm, bà B đó Chúa cũng quan tâm, anh C đó Chúa cũng quan tâm như nhau. Người mới, người cũ, người lâu, người già, người trẻ, người sồn sồn, người không bình thường, người bình thường, Chúa quan tâm như nhau. Mình thấy anh nào, chị nào không được bình thường mình né. Nhưng mà đối với Chúa thì Chúa quan tâm như nhau. Nên chúng ta vui, cảm ơn Chúa. Nhưng cái điểm ha, điểm chỗ này mình muốn suy nghĩ một chút. Khi tôi nhìn vô cả một cái đoàn dân mà ngồi ăn từng nhóm, từng hàng trăm, từng hàng nhóm 50, tôi thấy cái hình ảnh của cái sự ăn uống như vậy, thấy một cái hình ảnh của một sự nối kết, một cái gì đó mà có một cái cộng đồng nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là chẳng, nó rất là gần gũi, rất là gây dựng với nhau. Cho nên thưa quý vị, ăn uống ở trong cái chỗ mà gọi là tạo nên một cái sự nối kết với nhau đó, thì đó là lúc chúng ta đang xây dựng một cái cộng đồng. Mà chính cái cộng đồng đó, nó sẽ có một cái sự sợi dây nhân tình và sức yêu thương vô hình của Chúa, nó buộc chúng ta lại để chúng ta cùng đứng với nhau trở nên một cộng đồng mạnh mẽ. Cho nên khi tôi nhìn thấy cái chỗ mà ai nấy đều được, đều ăn no nê,
cho chúng ta học một cái bài học đầu tiên, đó là sự chu cấp của Chúa không phân biệt bất cứ người nào. Sự quan tâm của Chúa không hề có sự thiên vị. Và sự cứu mang của Chúa không hề có cái sự so đo bất cứ một thành phần nào ở trong xã hội. Một đoàn dân đông mà phần Kinh Thánh này cho chúng ta biết bao nhiêu người? 5.000, 5.000 người. Cung ứng và đáp ứng nhu cầu cho 5.000 người ở một nơi như vậy, không sót một người nào. Ngày hôm nay có cái hội đồng của mình nhỏ nhỏ vậy thôi, mà đôi khi còn sót người này, sót người kia. Đôi khi có người này than phiền tại sao tôi không có đồ ăn. Quý vị nhớ cái đợt hội đồng VCA đầu tiên không? Chú dạ. Thiếu đồ ăn. Lộn xộn tùm lum hết. Người này về phiền, người kia về phiền. Người nọ về đòi tiền ăn lại. Cho nên mình chỉ có mấy chút xíu thôi mà còn thiếu sót người này, thiếu sót người kia. Nhưng mà đối với Chúa, Chúa không có thiếu sót. Mặc dầu đối với con người của mình cũng tổ chức dữ lắm mà, cũng kỹ càng lắm mà, cũng làm rất nhiều điều mà mình cũng không không ước ao rằng mình sẽ quên người này sót người kia, hoàn toàn không muốn cố gắng lắm mà, nhưng cuối cùng lại mình vẫn bị thiếu sót. Nhưng đối với Chúa khác, Chúa không hề thiếu sót. Cho nên đừng đừng ai trong chúng ta buồn tủi về cuộc đời của mình. Đôi khi cuộc đời của mình đi qua những cái ngày dường như nó không được thuận lợi. Nó có thể là bệnh tật, nó có thể một sự hụt hẫng nào đó, gia đình nó không trọn vẹn, công việc nó cũng trật lên trật xuống. Rồi có người nhiều nhiều người đi đến cái chỗ rằng là tự trách chính mình. Sao mình như vậy? Sao cuộc đời của mình thế nào? Sao hoàn cảnh của mình tệ quá? Sao mình chẳng ra gì? Sao mình nhỏ nhoi quá? Sao mình dở quá? Sao mình dường như một đứa con rơi? Nhưng thưa quý vị, chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta có một Đức Chúa Giêsu quan tâm đến chúng ta từng người, không hề để rơi bất cứ một người nào, không hề bỏ rơi bất cứ một người nào, không hề phân biệt bất cứ một người nào. Dầu chúng ta có học thức hay không, thiếu học thức, không được may mắn ở trong vấn đề học thức, không quan trọng. Quan trọng nằm ở chỗ rằng cả chúng ta đều được Chúa quan tâm và cưu mang như nhau, như nhau. Cho nên chúng ta ngợi khen Chúa về điều đó. Chúng ta có thể khác biệt ở đất này, chúng ta có thể khác biệt trong lúc này, nhưng khi chúng ta bước vào trong vương quốc của Chúa, chúng ta đều như nhau. Và chúng ta ngày ngày hôm nay đối với mình ở đây có thể khác nhau, nhưng những gì chúng ta nhận được từ Chúa đều như nhau. Chúng ta nhận được sự chết của Chúa như bao nhiêu người khác. Chúng ta nhận được sự tha thứ như bao nhiêu người khác. Chúng ta nhận ân điển của Chúa như bao nhiêu người khác. Chúng ta nhận sự thương xót của Chúa như bao nhiêu người khác. Chúa yêu thương chúng ta như bao nhiêu người khác. Cho nên chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa bởi vì cái sự quan tâm đặc biệt này của Chúa. Và từ đó nó giúp chúng ta làm gì? Nó giúp chúng ta xây dựng một cái cộng đồng, cái dây nhân tình và sức yêu thương mà Chúa đang dùng để buộc chặt chúng ta lại.
ngồi ăn uống ở trong cái sự kết nối và xây dựng này. Đó là điều cần thiết. Đừng ngồi ăn uống để rồi tạo phe, tạo đảng, tạo bè phái. Ăn uống mà tạo bè phái chấm dứt ngay lập tức. Ăn uống với nhau để tạo nên một sự nối kết và xây dựng một cộng đồng vững mạnh, một cái tổ chức vững mạnh thì nên ngồi lại ăn uống. Ăn uống để nối kết xây dựng mối liên hệ thì ăn uống. Ăn uống mà ngồi đó để tạo phe tạo đảng thì nên chấm dứt liền. Nên cầu nguyện xin Chúa cứu chúng ta để chúng ta thật sự là những người thấy được chính sự quan phòng của Chúa, sự chu cấp của Chúa cho đời sống của mình hàng ngày. Đừng so đo. Chúng ta nhớ nghe, khi nhìn vào cái chỗ là ai nấy đều được no nê đó, thì chúng ta nhớ nghe, đừng so đo. Cái của mình nhận được cũng y chang cái của người kia thôi. Đừng so đo. Chúa cho mình như vậy thì Chúa cũng cho người kia như vậy. Đừng so đo. Và đừng tự cho mình ngon hơn người nọ, không ngon hơn người kia. Đừng so đo và đừng so sánh gì cả. Nên cầu xin Chúa giúp ơn cho để tại chỗ này để mình nắm vững một cái điểm rằng Chúa chu cấp một cách đầy đủ cho tất cả chúng ta. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta có thể xây dựng với nhau một cái cộng đồng. Mà cái cộng đồng đó mình quan tâm được với nhau như mọi người. Cho nên Chúa quan tâm mình, Chúa quan tâm đến từng người đều như nhau, thì trong ơn của Chúa chúng ta cũng không có sự phân biệt đó. Là con dân của Chúa chúng ta cũng không có sự phân biệt đó. Cho nên khi làm cái gì cũng đồng điệu, cũng thực tế, cũng rõ ràng. Nếu không rõ ràng thì không làm. Nhưng không phải không làm là bởi vì phân biệt, hay là so đo, hay là cân nhắc người này hơn trọng, quan trọng hơn người kia. Thưa không. Nhu cầu này quan trọng hơn nhu cầu của người kia. Thưa không. Tất cả đều như nhau. Nhưng cái gì nó ra cái đó. Nếu mà có sự lạm dụng, nếu mà có sự không rõ ràng, nếu cái gì đó thì chấm dứt. Nhưng không phải là bởi vì coi người này tôn trọng hơn hoặc là người kia tôn trọng hơn. Tất cả chúng ta đều có cái bài học quan tâm như nhau đối với những người chung quanh của chúng ta, bởi vì Chúa quan tâm không hề phân biệt bất cứ ai. Cho nên Galati cũng nói là gì? Nên bây giờ không còn phân biệt người Juda và người, hay là người Correct hoặc là người tối mọi hay người tự chủ. Cho nên giờ mình không còn phân biệt nữa. Mình đang ở trong cái chỗ hiểu được rằng đối với Chúa mọi người đều như nhau. Và Ngài quan tâm như nhau. Thì và chúng ta cũng làm việc đó như Chúa đã dạy chúng ta làm. Đó là bài học thứ nhất. Cái bài học thứ nhì chúng ta học ở trong câu 42 này. Đó là sự non nê. Ai nấy đều được non nê. Cái chữ non nê này ở trong tiếng Hy Lạp nó diễn tả một sự đầy đủ một cách rằng là không còn cái gì được thêm, không cần thêm cái gì nữa. Một cách đầy đủ mà không còn được, không cần phải thêm cái gì nữa. Có nghĩa là mình thỏa mãn về cái mà chúng ta đang có, mới vừa nhận được. Cho nên ở đây nó diễn tả cái chữ non nê này,
nó diễn tả một cái tình trạng. Tiếng Việt mình nó gọi là tính từ đúng không? Tính từ để nó diễn tả phải không? Diễn tả một cái điều gì đó. Cho nên ở đây nó diễn tả một cái tình trạng no đủ của từng người nghe. No đủ của từng người. Hay dễ sợ. Khi đặt vô chỗ này thấy hay quá. Diễn tả được tình trạng của sự no đủ của từng người. Mà ở đây 5.000 người. Mà có nhiều người tính là 5.000 người hình như là chưa kể đàn bà và nít trạng. Cho nên có thể là hơn 5.000 người. Nhưng mà ai nấy từng người như nãy giờ mình nói, ai nấy từng người một đi đủ mà đi đến một cái tiếng Anh nó gọi là satisfy, nó Quá mạng. thỏa mãn một cách rằng không còn gì để có thể đòi hỏi hay là muốn thêm nữa. Cho nên từ chỗ này mình học được một cách là khi Chúa cung cấp đó, khi Chúa cung ứng đó, thì cái sự đầy đủ của Chúa là một sự đầy đủ trọn vẹn. Còn cái sự đầy đủ mà thế gian này cung ứng cho chúng ta đó thì nó luôn luôn thấy thiếu. Cái vị không tin này, cái vị mà chỉ tập trung vô tiền thôi đó, thì khi mình được một đồng thì mình chưa thỏa lòng, mình muốn thêm được đồng nữa, rồi mình được đồng nữa rồi thì mình cũng chưa thỏa lòng, bởi vì mình luôn luôn thấy thiếu. Mặc dầu ở trong cái tài khoản của mình nó có thể có một số tiền đã lớn rồi, nhưng mà mình vẫn luôn thấy thiếu, là bởi vì những cái đó nó không phải là những thứ mà nó mang lại cho chúng ta một sự thỏa mãn đến nỗi mà mình không còn muốn gì nữa. Có những người cũng nói rằng tôi bây giờ đầy đủ hết rồi, tôi chẳng muốn gì thêm nữa. Nhưng khi cái câu nói của những cái người mà tôi không cần gì thêm nữa đó, thì ngay ở trong chỗ đó cũng cho chúng ta thấy rằng nó còn một sự hụt hẫng vô hình nào đó mà cái người đó thật sự đang cần. Cho nên đôi khi mình nói, tôi thường nghe những người nói họ mục sư bây giờ tôi chẳng cần gì nữa, đầy đủ rồi, nhà cửa xe cộ, nhà thì 2-3 cái, tiền bạc thì đầy, mọi sự đầy đủ hết rồi, tôi không cần gì nữa. Nhưng mà sâu thẳm tôi đọc được cái tâm tình của cái người đó còn một sự hụt hẫng vô tình nào, vô hình nào đó. Người này chỉ thấy toàn là sự đầy đủ của vật chất mà không thấy được một cái sự đầy đủ khi ngay cả lúc chúng ta chẳng có gì của đất này. Thứ chí nào chúng ta thấy rằng chúng ta chẳng còn quan tâm gì được cái đời, cái những gì mình có nữa đó. Và mình thấy có một cái sự đầy đủ thỏa nguyện ở trong Chúa, thì đó chính là một cái sự đầy đủ thật sự, no nê mà chúng ta đang cần. Chúng ta nhìn vào những hình, cái hình ảnh của hơn 5.000 người đi qua một cái kinh nghiệm no nê mà không cần thêm cứ một điều gì nữa hết. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những gì khi Chúa cung ứng, một khi Chúa cung ứng, một khi Chúa mang lại cho chúng ta một sự tiếp trợ, một sự chu cấp, thì chắc chắn
Chúng ta chỉ sống trong sự đầy đủ no nê từ nơi Chúa, và sự đầy đủ no nê từ nơi Chúa là một sự thỏa mãn tuyệt đối, hay nói trong ngôn ngữ của người Tin Lành đó là một sự thỏa lòng. Cho nên Kinh Thánh có câu là gì? Thỏa lòng là gì? Mối lợi lớn, Sự tin kính và sự thỏa tôi lòng thưa rằng là rồi mối lợi mới lớn cho từng cuộc đời của chúng ta. lớn Ai có thì giờ tìm giùm tôi cái câu Kinh Thánh đó. thì tôi nghĩ đoạn em 2 biết câu người 6. Hay quá. Phi-e-rơ nhì đoạn 2 câu 6. Timothée Tim Mô Thê, xin lỗi. Timothée Tim Mô Thê nhì đoạn 2 câu 6. Tôi cảm ơn Chúa. Sự tin kính và sự Thành thỏa lòng là một mối sự to lợi lớn. lợi lớn. Thỏa lòng thì nó không dẫn mình đến cái chỗ tham lam. Khi mình thỏa lòng là mình sẽ đi ngược lại với sự tham lam. Và tham lam thì là gì? Cội rễ của sự Tham đoán hay đấy. lam là cội rễ của mọi điều ác, quý vị thấy không? Thỏa lòng là gì? Thì tính kính Lòng là gì? mỗi Sự lời tính kính là một mối lợi lớn, mà tham lam là cội rễ của mọi điều cái đó ác. Cho nên sự no nê mà Chúa mang đến cho từng cuộc đời của chúng ta, nó dẫn chúng ta đến chỗ thỏa lòng. Và khi chúng ta thật sự thỏa lòng đó, chúng ta nó cứu chúng ta ra khỏi cái sự tham lam. Cho nên mình cảm tạ Chúa. Khi mình bước ra khỏi sự tham lam thì tự nhiên mọi cái gì nó liên quan đến điều ác nó không phải là một cái gì nó nằm trong cuộc đời của mình nữa. Nhưng khi sự thỏa lòng đến, chúng ta sẽ có một niềm vui thiên thượng, chúng ta sẽ có một năng lực thiên thượng, chúng ta sẽ thấy được một sự bình an từ trên cao tuôn đổ xuống cho đời sống của chúng ta. Mà chúng ta sẽ không còn đua đòi thêm nữa, chúng ta sẽ không chạy theo vật chất nữa, chúng ta sẽ không còn tìm kiếm theo điều gì nữa, nhưng chúng ta đang kinh nghiệm một điều ấy là Chúa dẫn chúng ta đến mé nước bình tĩnh. Chúa dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi. Chúa khiến chúng ta thật sự là con chiên ở trong đồng cỏ của Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa. Chúng có thể thiếu nhiều thứ ở đời này, nhưng khi chúng ta thiếu Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta không kinh nghiệm sự no nê này. Khi chúng ta kinh nghiệm sự no nê này trong cuộc đời của mình, thì chúng ta giàu có thiếu nhiều điều ở đời này, chúng ta vẫn thỏa lòng, chúng ta vẫn nhẹ nhàng. Và từ đó sự thỏa lòng trong sự no nê mà Chúa mang đến cho mình, nó dẫn chúng ta đến chỗ biết ơn Chúa về những gì Chúa ban cho. Cho nên mình quay trở lại thì mình bắt đầu mình thấy từng cái nho nhỏ mà mình học hôm nay đó, mình bắt đầu thật sự biết ơn Chúa về 24 tiếng đồng hồ mình có. Mình biết ơn Chúa về những bữa ăn mình có. Mình biết ơn Chúa về những mối quan hệ mình có. Mình biết ơn Chúa về những bạn bè mình có. Mình biết ơn Chúa về gia đình của mình có. Mình biết ơn Chúa vì mình có được một người vợ. Mình biết ơn Chúa vì mình có một người chồng. Mình biết ơn Chúa về những đứa con Chúa ban cho. Mình biết ơn Chúa về những công việc Chúa ban cho. Biết ơn Chúa về những cơ hội Chúa ban cho để phục vụ Chúa. Mình biết ơn Chúa về những cơ hội để mình làm việc lành này, mình làm việc lành đó. Nhiều điều chúng ta biết ơn Chúa lắm. Và khi càng biết ơn Chúa như vậy thì mình càng thấy sự no nê của Chúa ban cho mình hàng ngày. Mình sống hàng ngày ở trong cái đức tin này mà mình không thấy sự ban cho, sự no nê đó đã đến với đời sống của mình thì đó là một cái sự hụt hẫng.
khi không thấy sự no nê Chúa ban cho cuộc đời của mình, không thấy sự no nê Chúa đem đến trong đời sống của mình, thì ôi quý vị ơi, mình nhọc nhằn lắm, mình bông hoa dữ lắm, mình bón chen dữ lắm, mình ăn mình bối rối dữ lắm khi nó có chuyện nọ chuyện kia xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Cho nên Philip đoạn 4 câu 6, xin nhờ một vị nào giúp tôi đọc Philip đoạn 4 câu 6. Cái là phần chị hết rồi. Đúng rồi đó, Philip đoạn hết 4 câu 6. Chớ là phần chia hết những hai chung mọi sự hãy dùng lòng cầu nguyện này xin mà ta ơn trên gia Đức Trời, xin bình an Đức Trời được cả khỏi lòng chớ nhìn phần cho hết trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện mà này xin sự tạ ơn trên các cầu trên của mình cho Đức Trời. Câu 6 còn có 7 xin bình an Đức Trời ở cùng. Cho nên trong mọi sự đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu xin, cầu nguyện. Tạ ơn, mình vinh những sự cầu xin của chúng ta cho Chúa. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết của chúng ta sẽ cai trị lòng và ý tưởng của mình. Ta cảm ơn Chúa điều đó. Sự no nê của Chúa mang đến cho chúng ta đó là một sự đầy đủ thiên thượng. Chỉ có sự đầy đủ đó chúng ta mới thật sự thỏa lòng. Còn nếu không, chúng ta ăn rồi cứ hát đợi tôi cô đơn hoài. Cô đơn, cô đơn. Ô buồn quá một sư ơi. Con cháu nó đi hết rồi, buồn quá một sư ơi. Vợ tôi bảo là thế này khổ quá mục sư ơi, ông chồng tôi thế này nặng nề quá, đứa con tôi thế này khổ sở quá, cha mẹ thế này khó xử quá, nhiều cái lắm mình sẽ bối rối. Nhưng cái kinh nghiệm được ơn Chúa từng cái một, từng việc một, thì tự nhiên mình thấy kinh nghiệm được sự no nê, sự no nê về gia đình của mình. Ở đây tôi nói cái sự no nê ở đây là nói đến cái sự thỏa lòng về gia đình của mình, sự thỏa lòng về con cái của mình, sự thỏa lòng về hội thánh của mình, sự thỏa lòng về công việc của mình, sự thỏa lòng về việc việc học hành của mình, sự thỏa lòng về những cơ hội hầu việc Chúa của mình, sự thỏa lòng về người này người kia. Cảm ơn Chúa cho con có người bạn này, cảm ơn Chúa cho con có người vợ, cảm ơn Chúa cho con có ông chồng dễ thương quá. Mặc dù ông khó chịu quá nhưng mà cũng thấy dễ thương. Cầu xin Chúa thương đến chúng ta. Cái điểm bài học thứ ba ở trong câu kinh thánh này, tôi muốn tập trung nhớ quý vị ở đây, đó là một cái phép lạ xảy ra. Cái cụm từ khi tôi ngồi đến tôi đọc suy nghĩ cụm từ ai nấy đều ăn no nê, tự nhiên nhìn thấy một cái phép lạ nó xảy ra. Quý vị thấy không, năm cái bánh mà hai con cá, làm sao có cái chuyện ai nấy đều ăn no nê hơn 5.000 người. Chỉ có phép lạ thôi, không thể nào là cái chuyện gì khác được. Cho nên làm sao mà năm cái bánh mà hai con cá mà hơn 5.000 người, từng người một, không sót một ai đều được no nê. Cho nên cảm ơn Chúa thưa quý vị. Phép lạ này một lần nữa chứng minh cho chúng ta thấy rằng đấng đang chu cấp cho chúng ta hàng ngày
là mang lại chúng ta một sự thỏa lòng, một sự no đủ, là vẫn có một quyền năng vô hạn. Và khi Ngài quan tâm đến chúng ta, Ngài tiếp cận đến chúng ta, Ngài chu cấp cho chúng ta, Ngài mang lại sự thỏa lòng cho chúng ta bằng một quyền năng tuyệt đối đó của Chúa. Tuyệt vời. Cái phép lạ mà năm cái bánh và hai con cá này hơn 5.000 người ăn, nó là một phép lạ với bằng một quyền năng, không có một quyền năng nào khác, một quyền năng của một Đức Chúa Trời toàn năng vô hạn. Cứ việc gì Ngài cũng làm được, và chính Ngài dùng cái năng quyền đó để chăm sóc và quan tâm đến chúng ta, chu cấp cho chúng ta và mang đến cho chúng ta bằng sự một sự thỏa lòng bằng chính quyền năng này, chứ không phải Chúa mang đến cho chúng ta bằng điều gì khác, bằng một cái gì khác, nhưng mà bằng chính cái năng quyền vô hạn đó của Chúa. Cho nên tại chỗ này chúng ta thêm lòng tin cậy, dạy dỗ chúng ta, khiến chúng ta, giúp chúng ta thêm lòng tin cậy nơi Chúa, bởi vì chúng ta có một đấng đầy đầy năng quyền, một quyền năng vô hạn như vậy, đang chăm sóc, đang yêu thương và đang thương xót đến từng cuộc đời của chúng ta, trong từng hoàn cảnh của mình. Nên nhớ mình đi đến chỗ nào, mình cũng nhớ rằng mình đang sống trong một Đức Chúa Trời quyền năng. Mình đi ra chứng đạo, mình cũng hiểu rằng mình đang đi ra bởi một Đức Chúa Trời quyền năng ở với mình. Mình đang đi làm ở trong cái hãng của mình, cái chỗ của mình cũng hiểu rằng mình đang làm cùng với một Đức Chúa Trời toàn năng. Vì vậy tin cậy vào Chúa, không cần phải cãi cọ gì với bất cứ người nào, không cần phải hơn thua vì bất cứ ai. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta, Chúa của chúng ta là quyền năng mà. Mình hơn thua với họ làm gì? Để Chúa hơn thua đi. Để cho Chúa hơn thua đi, quý vị và tôi sẽ thấy cái uy quyền của mình nó nằm ở đâu. Mà nếu chúng ta tìm cách để chúng ta hơn thua đó, chúng ta sẽ thất bại, là bởi vì chúng ta chẳng hơn được gì của đời này đâu. Chúng ta không có khả năng hơn người này, hơn người kia đâu. Nhưng khi chúng ta sống trong năng quyền của Chúa, chúng ta sẽ hơn, là bởi vì hơn ở đây không phải là mình hơn mình giỏi, nhưng hơn ở đây là bởi vì có đấng quyền năng ở với mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Hoàn cảnh thắng hơn cuộc đời của mình không? Thắng hơn, nhưng mà không thể hơn Chúa được. Hãy để Chúa đóng cái vai trò đó trong cuộc đời của mình. Hãy để Chúa thực hiện những cái điều diệu kỳ đó trong cuộc đời của mình. Mình đừng làm cái việc đó của Chúa. Cái việc của mình là gì? Cái việc của mình là cứ làm theo điều Chúa dạy mình làm. Cứ làm như vậy. Còn cái việc hơn thua không thành vấn đề. Ở trong hãng, ai đó coi thường mình không thành vấn đề. Ai đó gọi là chèn ép mình cũng không thành vấn đề. Ai đó bắt bớ mình không thành vấn đề. Hãy giao việc đó cho Chúa. Amen. Tôi nhớ hồi tôi mới học ra làm răng đó. Tôi là dental technician. Và tôi làm ở trong cái hãng gọi là Clywell Dental Lab đó. Irvine, Newport Beach, đối diện với phi trường John Way. Khi mà mới học ra, mới ra, bị nó ăn hiếp dữ lắm, vị họ chèn ép dữ lắm. Mà quý vị biết, tôi yên lặng dâng cái việc đó cho Chúa, không than phiền mà cũng không trách móc gì.
quý vị biết trong chỉ cần mấy tháng thôi, nội bác sĩ dentist mà họ request tôi làm răng nó tôi làm mệt nghỉ là không hết. Tại vì dentist á, họ muốn cái technician nào á làm á thì cái đồ cái hàm răng đó phải đưa cho cái technician đó. Chỉ trong vòng mấy tháng thôi, gần một năm sau, tôi không cần phải tranh đấu hơn thua gì cả. Mà những ngày mà bị chèn ép đó, cái răng nào thiệt là khó đưa cho mình, cái hàm răng nào thiệt là khó đưa cho mình. Nhưng mà quý vị ơi, từ những cái hàm răng thiệt là khó đó mà tự nhiên mình làm một cách rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng, mà làm nó đâu ra đó, về gửi về cho dentist, dentist chỉ cần bỏ vô một cái là xong, không cần phải sửa gì thêm nữa, không cần phải gỡ ra gỡ về gì nữa. Quý vị đi làm răng quý vị biết đấy, đôi khi bỏ vô rồi cái cắn nó không có, tại vì cái răng của mình, cái không gian ở trong này nó có chút xíu à, mà nó chỉ trọc một chút thôi là nó không thể, quý vị không nhai được, không có cái tự nhiên của cái hàm răng được. Mà cái hay là làm sao để bỏ cái hàm răng vô mà nó vẫn cái tự nhiên đó. Cái đó, cái tự nhiên đó là nó là không phải mình, cái gì đó từ đâu Chúa ban cho đó. Cái skill đó từ Chúa ban cho chứ không phải con người mình có thể làm được, nhưng cái skill đó nó đến từ Chúa. Amen. Từ chỗ đó quý vị ơi, nói tôi làm răng tôi làm mệt nghỉ là không hết. Mà lúc đó vừa đi làm vừa đi học, tiền đóng tiền học, quý vị biết đi học thằng học mất tiền lắm, mà làm gì có học bổng mà đi, tự mình đi học, tự mình đi làm, tự mình kiếm tiền mình đóng. Lâu lâu có vài ân nhân phụ được gì đó phụ, giúp được gì đó giúp. Mà con cái mới sanh ra còn nhỏ, khi thì thiếu sữa, khi thì thiếu cái này, khi thiếu cái kia, Chúa tiếp trợ đầy đủ, không than vãn gì cả, no đủ. Học gần 10 năm, vừa đi làm vừa đi học 10 năm trường, 1900 tháng 2 1998 vô trường học, học tới tháng 6 2008 tốt nghiệp, tháng 7 dọn qua Seattle hầu việc Chúa. Tới bây giờ Chúa cho đầy đủ, không thiếu gì cả. Còn có những lúc hụt hẫng, nhưng phép lực của Chúa xảy ra hàng ngày ở trong cuộc đời của mình. Sống với một Đức Chúa Trời quyền năng đó, bất cứ chỗ nào Chúa cũng bình vực, bất cứ chỗ nào Chúa cũng có cách. Vấn đề của mình là mình xử cái đó hay là để cho Chúa xử. Nếu mình xử, if you take in your the matter into your own hand, thì Chúa sẽ để cho mình làm. Còn nếu mà mình để cho Chúa, chắc chắn Chúa làm. Bởi mình Chúa của mình quyền năng. Cho nên mình đọc một câu Kinh Thánh nữa, rồi hai câu nữa rồi mình nghỉ. Hết giờ. Luca đoạn 1 câu 37, ai trong chúng ta cũng biết đó. Vì chẳng có sự gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Quý vị tin điều này không? Mình tin chắc điều này ha. Yeah. Vì Đức Chúa Trời chẳng có việc gì Đức Chúa Trời không làm được. Một cái việc mà hoài thai trong lòng trinh nữ của một trinh nữ mà còn làm được mà. Cái việc của chúng ta đối diện với cuộc sống hàng ngày nhỏ nhỏ, nhỏ qua đi, đừng xem nó là nặng nề, to lớn, vĩ đại gì cả. Hãy xem Đức Chúa Trời của chúng ta vĩ đại và to lớn vô hạn đó, mà nhờ cậy Chúa hàng ngày. Rồi một câu Kinh Thánh nữa, Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 7. Biết chào mọi điều đó cho mình.
Hãy trao mọi điều cho Chúa. Chúa sẽ làm thành. Hay quá. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Đấy, Ngài vì Ngài. Ngài sẽ chăm sóc anh em. Hay săn sóc anh em. Chúa hay săn sóc chúng ta. Hãy trao nó cho Chúa. Bởi vì chỉ có chính Chúa mới làm cho ai nấy trong chúng ta đều được no nê. Có nghĩa là gì? Chỉ có trong Chúa chúng ta từng người một mới thật sự thỏa lòng. Cái thỏa lòng Chúa mang đến cho chúng ta không phải một cái gì đó ngắn hạn và của đời này, nhưng cái thỏa lòng Chúa mang đến chúng ta bằng một phép lạ, bằng một quyền năng vô hạn, chứ không phải bằng một cái gì đó, sự tiếp trợ của ông này, tổ chức kia, tổ chức nọ. Chúa không dựa vào tổ chức để Chúa làm cho chúng ta no đủ, nhưng bởi quyền năng của Chúa làm cho chúng ta no đủ và thỏa lòng hàng ngày. Đó là những gì tôi học được ở trong câu 42 này. Tuy nó có mấy chữ vỏn vẹn thôi, nhưng nó là một sự dạy dỗ lớn lao cho từng cuộc đời của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa về sự dạy dỗ quý báu này. Ai nấy đều ăn no nê. Ngày hôm nay chúng ta sẽ kinh nghiệm được từng cuộc đời của chúng ta. Ai nấy trong chúng ta cũng sẽ đều được ăn no nê. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Xin mời một vị nào, nếu bên Đức, nếu ai ở bên Đức còn ở đây thì cầu nguyện giùm. Có thể như cô Hằng xinh đẹp nè. Còn ai nữa không? Tôi chạy cái mời cô Hằng xinh đẹp cầu nguyện được không? Em xin phép cầu nguyện nha. Hallelujah, con ngợi công danh của Ngài, con chúc tôn danh của Chúa, con tạ ơn Cha, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Đức Thánh Linh vì sự hiện diện của Ngài đang ở giữa dòng anh chị em của chúng con. Vì chúng con tin rằng lời của Chúa nói rằng ở đâu có đôi ba người hiệp lại trong danh của Ngài thì Ngài ở giữa chúng con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài có sử dụng môi miệng của đầy tớ Chúa để đem lời thần sống của Đức Chúa Trời đến cho chúng con. Xin Đức Thánh Linh Ngài ghi lời của Đức Chúa Trời vào trong tấm lòng, trong tâm trí, trong tư tưởng, trong suy nghĩ của mỗi chúng con, cho chúng con sống và làm theo lời của Đức Chúa Trời để chúng con được phước, và chúng con là nguồn phước cho muôn dân ở trên đất này. Con tạ ơn Chúa vì lời của Chúa là ngọn đèn cho bước chân của chúng con, là ánh sáng cho đường lối chúng con, là linh lương để nuôi dưỡng tâm linh của chúng con, cho chúng con ngày càng trưởng thành và lớn mạnh trong Chúa, cho chúng con có tầm thước vóc dạng của Chúa để qua đời sống của chúng con mà mọi người nhìn thấy Chúa trong đời sống, trong cuộc đời của chúng con. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn Đức Thánh Linh vì Ngài là ngôi ba của Đức Chúa Trời. Ngài là thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần dũng mãnh, thần tri thức, thần hiểu biết, thần mưu toan, thần mưu lược, thần mạnh sức, là đấng ở cùng với chúng con, ứng chứng cho chúng con, dạy dỗ chúng con và chỉ cho chúng con biết con đường chúng con phải đi, và chỉ cho chúng con biết phải sống như thế nào và sống ra làm sao để đẹp lòng Chúa và có kết quả cho công việc của nhà Chúa. Vì Chúa Giêsu có phán rằng ta đi là có ích cho các ngươi, vì nếu ta không đi thì đấng yên ủi không đến, khi đấng ấy đến sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật và nhắc cho các ngươi mọi điều mà ta đã phán dạy cho các ngươi. Con tạ ơn Chúa vì lời của Chúa đã rao ra ngày hôm nay sẽ chẳng trở về luống nhân, lời đó sẽ đâm hoa kết quả trên đời sống, trên cuộc đời của mỗi một chúng con, và cho chúng con sống và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Đừng để chúng con lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, mà cho chúng con học lấy lời của Ngài, và cho chúng con mỗi một ngày sẽ thực hành lời của Chúa, cho chúng con biết trông cậy vào Chúa, nương cậy vào Chúa và thỏa lòng, và vì sự thỏa lòng là mối lỗi lớn. Chúa ơi, chúng cho chúng con dù bất kỳ hoàn cảnh nào thì chúng con cũng thỏa lòng, vì chúng con có Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài là Cha đời đời, là Chúa bình an của chúng con. Ngài nói rằng chúng con là người xấu mà còn biết cho con mình
từng vật tốt, huống chi cha các ngươi trên trời không biết vật nào không ban vật tốt nhất cho chúng con sao? Con tạ ơn Chúa vì lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm. Nguyện lời của Đức Chúa Trời sẽ ứng nghiệm trên đời sống, trên cuộc đời của mỗi chúng con, và xin Đức Thánh Linh Ngài ghi lời của Ngài vào trong tấm lòng của chúng con, để khi chúng con đi hoặc chúng con nằm, chúng con ngồi, thì chúng con đều nhớ lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa là để dẫn dắt chúng con trên bước đường đi theo Chúa. Con tạ ơn Chúa Ngài đã cho anh chị em chúng con hiệp lại với nhau trong tình yêu của Chúa để học lời của Chúa, vì lời Chúa chính là Chúa, và Chúa Giê-xu nói rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài ban cho chúng con mọi điều chúng con ao ước. Ngài biết được chúng con ao ước điều gì, cần gì, muốn gì. Ngài biết được mọi sự. Chúa ơi, xin Chúa hãy làm mọi điều tốt đẹp trên đời sống, trên cuộc đời của chúng con. Xin Chúa tiếp tục ở cùng với anh chị em chúng con, và đặc biệt xin Ngài đầy dẫy trên đời sống của các đầy tớ của Đức Chúa Trời, là những người mà Ngài đã kêu gọi và chọn lựa để làm công việc của Đức Chúa Trời. Xin Ngài sức dầu ban ơn trên các đầy tớ của Chúa, cho họ được ơn trước mặt Chúa và được ơn trước mặt dân sự của Đức Chúa Trời, để đem lời của Chúa đến cho dân sự của Chúa và nuôi dưỡng chúng con, cho chúng con lớn mạnh mình, cho chúng con lớn mạnh và có tầm thước vóc dáng của Chúa. Con tạ ơn Chúa buổi học ngày hôm nay. Con cảm ơn Chúa, con tiếp tục dân buổi học, tiếp tục học lời Chúa cho qua các đại tớ khác. Xin Chúa gìn giữ chúng con và mở lòng, mở trí cho chúng con, để cho chúng con tiếp nhận lời của Ngài và cho chúng con yêu mến lời Ngài, và cho chúng con say mê học lời Ngài, ăn nuốt lời Ngài và đêm, và cho chúng con làm theo lời của Chúa. Con tạ ơn Chúa, con cảm tạ và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Hằng nhiều. Phước cho. Rồi quý vị nào có điều gì chia sẻ nữa thì có câu hỏi gì thêm thì cứ hỏi. Mục sư bữa giờ không có anh Thiên vô học không mục sư? Không có. Không có Thiên mà. Có, cách đây một hai hôm gì tôi có thấy anh vô. Yeah. Anh nghe hồi mà mục sư Trần Mạnh Thùng anh có vô. Dạ, cách đây anh nghe. Tôi có thấy cách đây như vậy không? Đây nè, có nè. Không phải. Tuần rồi á, tuần rồi có, bữa thứ ba, trời mưa hồn của anh có vô. Anh mất đi chạy đường xa thì không có tiện. Yeah. Cảm ơn Chúa. Thì Zoom mình mở ra, ai cũng vô được mà. Thì có khi... thỏa lòng thì vô, còn không thỏa lòng thì ra. Thì mình thấy ai ra ai vô đó, nếu nhắc nhở nhau, gọi nhau, quan tâm nhau thì gọi nhau hỏi thăm chút, khích lệ. Cảm ơn nghe. Hỏi bà xá đầu mà hứa tôi tình trời vô mà không có vô. Hỏi ông gì? Ông về bên trên sân nghỉ ấy. Có hỏi anh Tấm nói gì ảnh, anh có vô chứ, tôi nói vô tôi đâu thấy anh đâu. Khi vô mà không để tên á. Ở đó có để tên review gì ấy, nó đâu thấy đâu. Rồi, cảm ơn quý vị. Thưa mục sư, lâu nay không nghe tiếng của bà mục sư Router, mục sư... Router nào? Router nào? Thấy rồi nè. Router Việt Nam á, bà mục sư, nhưng mà là mình thường thường dòng bác cầu nguyện trong này, mà lâu nay tôi không nghe nè. Thì bà phải mời bà cầu nguyện chứ. Không mời cầu nguyện sao cầu nguyện được, đang ngồi đây nè. Có bà Router đó hả? Dạ. Lâu không nghe tiếng bà cái thì bà rất là dễ thương. Bây giờ sao muốn nghe không? Dạ nghe. Vậy thì bà lên tiếng đi chứ để có người ghiền kìa. Dạ, để xin mời bà Router cầu nguyện một bữa nghe cái giọng của bà có ra. Dạ, bà muốn nghe phải không? Bà gọi điện thoại và nói bà ông sư Y Đan ơi, bà ông sư cầu nguyện cho tôi ghiền cái tiếng của bà quá.
Không phải mục sư ơi, mà hướng là Dạ. mục sư mà rút á, rút bà rồi má Không tôi phải tin ra bà đó. riêng tôi, cái mục sư tôi nghe bà cầu nguyện Chúa ở trong cái ô vét này cho mọi người nghe, nhưng mà cái giọng của bà tôi thấy lâu quá vắng, tôi không biết bà đem bà về đi về đâu. Dạ. Bà đi về đâu làng rang, bà nói ra ý của bà làng nhà router nào. Bà Tâm á, cái bà Trăm trăm tâm nó cần á. dạ. Nhưng mà sáng nay cảm tạ ơn Chúa cũng thấy mục sư giảng qua ông Sauler với là ông Samuel rất là Đâu có qua một nói gì ông Sauler với ông Samuel gì bữa nay đâu. Bạn dạ có sáng nay à, có bạn nghe, bạn cũng nghe trên YouTube bà thôi chứ tôi đâu có. YouTube Bà nghe thôi mục sư cũng hát một bản bản ca tôn vinh Chúa rất là hay, À, là cái đó là do trong YouTube thôi. dạ. Ủa Bà nhà mục sư ưa lấy râu ông này cắm cầm bà kia tôi không biết đâu, tôi mò luôn Rồi cảm ơn bà Trường, thôi tôi giao lại cho anh Tuấn và thầy ra, Chúa ban phước cho tất cả quý vị, kính hẹn lại quý vị và xóa ngày mơ hỉ. cảm ơn mục sư là mục Rồi sư cảm ơn quý vị được nhiều. rồi mục sư đi.